Vâng, cảm ơn Đoàn Lân. Dạ vâng, bây giờ chúng ta vỗ tay tạm biệt Đoàn Lân. Vỗ tay thật lớn. Rồi, rất cảm ơn Đoàn Lân. Biểu diễn rất là vui. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi mong muốn là phá cổ trung thu có một cái bánh thật là to. Chúng tôi đã liên lạc với nhà sản xuất bánh và chúng tôi muốn order một cái bánh có đường kính ít nhất là 1 mét để mà chúng ta cùng khóa cổ cho các em ăn tại chỗ luôn. Nhưng bởi vì cái khuôn nó không có và nhà sản xuất nói là thật khó để mà thực hiện cái bánh thật lớn để các em cùng khóa cổ. Cho nên chúng tôi chỉ làm được một cái bánh tượng trưng thôi, còn lại là từng phần bánh một để các em tới lấy, để mà chúng ta thực hiện tượng trưng là phá cổ trung thu một lần đầu tiên, để quý vị và các em được cái cảm giác phá cổ trung thu trong ngày Tết Trung Thu như thế nào. Bây giờ chúng tôi có lẽ là mời anh Quốc Bình sẽ là người cầm dao cùng các nhà bảo trợ, các vị giám khảo, chúng ta cùng phá cổ. Và chúng tôi muốn ban nhạc, anh kỹ thuật cho một cái âm thanh nhạc Tết Trung Thu để cho các em vỗ tay và chúng ta sẽ thực hiện phá cổ Trung Thu. Các em có thể đứng xích ra một chút. 1, 2, 3, phá cổ Trung Thu. Dạ vâng. Vâng, cắt ra và các em đứng ở đây. Chúng ta cắt nhỏ cho các em tự đến ăn. Các em đứng gần đây để lấy cổ Trung Thu, lấy ăn tại chỗ. Cắt nhỏ. Em ăn tại chỗ, các em phá cổ Trung Thu, ăn tại chỗ. Chúng ta vỗ tay lên. Và bây giờ tôi đề nghị, chúng tôi đề nghị các anh chị em xuống công viên hướng dẫn các em tới lấy quà và phá cổ Trung Thu bằng cách lấy một chiếc bánh. Bây giờ lấy quà trước nha. Bây giờ đó là mấy em lấy, mỗi một em mình nhờ mấy vị người lớn đó, thì để cho mấy em lấy quà, mỗi em có thể lấy bánh trước, lấy bánh xong rồi lấy cái ba lô quà. Dạ vâng. Về ba lô quà mấy em lấy, mấy em nhớ là cho nhỏ nhạc coi một chút ạ, có con thú gì nha. Một chút ạ. Cho nhỏ nhạc xuống một chút ạ. Bắt nhạc đi một chút ạ. Chúng ta lấy bánh xong, lấy quà xong, chúng ta đứng lại tại chỗ nha. Bây giờ mình lấy bánh, lấy quà xong, mình nhớ tí mình xếp đội hình, mình chụp một tấm hình chung. Đúng nha. Chúng ta còn chụp hình nữa, cho nên quý vị phụ huynh cho các em lên sân khấu, tiếp tục còn trên sân khấu để chúng ta chụp hình, lấy quà xong, chúng ta sinh hoạt chụp hình nữa để các em kỷ niệm. Có bánh rồi, em nào chưa có bánh mình điền sau, bây giờ make sure là mỗi em đều có cái giỏ. Tất cả các em đều được quà và bánh. Tất cả các bậc phụ huynh cho các em vẫn ở trên sân khấu để chúng tôi chụp hình một phụ hình lưu niệm cho tất cả các em. Mong quý vị phụ huynh cho các em ở lại sân khấu để chúng tôi chụp hình. Bánh lên đây lấy. Có chưa? Còn có chưa? Còn có giỏ chưa? Mong quý vị phụ huynh cho tất cả các em ở sân khấu để mà các em chụp hình. Rồi bây giờ đó, mình mỗi em đều có quà rồi đó, mình chụp một tấm hình lưu niệm nha. Bây giờ đó là nhà bảo trợ gấu bông á, là cần một tấm hình là mấy em có gấu bông. Bây giờ mấy em coi trong giỏ mấy em có mấy con gấu bông, mấy em giơ lên cho cái chụp hình có gấu bông được không? Chúng ta mở con gấu bông ra, cầm gấu bông lên để chụp một tấm hình có gấu bông. Chúng ta mở giỏ ra, chúng ta lấy gấu bông ra. Chúng ta mở giỏ ra. Không, trong cái ba lô có gấu bông. Mở okay. Giỏ ra lấy gấu bông. Chúng ta trong mở ba giỏ lô, ra lấy gấu ba lô bông của tụi con. Chúng ta mở giơ gấu bông lên các em. Bây giờ mỗi em có con gấu bông trong giỏ ba lô đó nha. Rồi, giơ gấu bông lên. Mình giơ gấu bông lên, mình chụp tấm hình có gấu bông cho vui nha.
sinh hoạt thêm một chút xíu nữa. Hiếm khi mà chúng tôi tập hợp được đông đủ các em như thế này. Chúng tôi tận dụng cho các em vui chơi với nhau một chút xíu để mà chúng ta có một cái hình ảnh khi phát lên TV các em ngồi coi. Mời chị Hằng Nga và chú Bụi. Vâng, bây giờ các em này, tất cả các em ngắm chị Hằng Nga và chú Cùi. Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi ngắn xíu. Rồi sau đó là được phát quà, được phát thêm bánh nha. Được không? Bây giờ đó, các em ngồi nguyên tại chỗ. Khi mà làm theo chú Yên với chú Cùi và chị Hằng Nga, khi mà chú Yên nói thò, các em đưa tay theo nha. Thụt, các em thụt tay xuống. Được không? Mà làm theo lời nói của chú Hưng Yên chứ không phải làm theo hành động của chú Hưng Yên nhé. Bây giờ mình thử nè. Thò. Chưa ai thò. Bây giờ thò. Thò. Thò hết chưa? Tất cả thò chưa? Thò. Thụt. Thò. Thụt. Thò. No. Không được. Bây giờ làm lại nhé. Tất cả làm theo lời của chú Hưng Yên, không phải làm theo những gì mà chú Hưng Yên làm. Được không? Làm theo lời chú Hưng Yên. Bây giờ thò. Thụt. Thò. Thụt. Và chú Hưng nói, các con đọc theo được không? Rồi. Thò. Thụt. Thò. Thụt. Thụt sao giữ nguyên vậy? Thụt phải thụt xuống chứ. Lại một lần nữa nha. Thò. Chị Hằng Nga thò có đúng không vậy? Thò. Thụt. Vẫn còn người giơ tay. Em bây giờ ai mà làm sai là đứng lên đứng xuống 3 lần nữa nha. Cho nên là không được làm sai. Một lần nữa nha. Bắt đầu. Thò. Thụt. Thò. Thụt. Thò. Ồ, nhiều quá, nhiều em sai. Thò, đúng rồi, thò. Thụt. Thò. Hụt. Không ai sai, giỏi quá. Một lần cuối nhá. Làm giỏi xong chúng ta tiếp tục nhận bánh và nhận quà. Thụt. Bây giờ một lần nữa không được sai nha. Lại. Thò. Thụt. Thụt. Thò. Thò. Thụt. Thụt. Thò. Thò. Thụt. Thụt. Thò. Thò. Thụt. Thụt. Giỏi quá. Cho một tràng pháo tay. Nhờ chị Hằng Nga trợ giúp đó anh Hưng Yên. Dạ vâng. Chị Hằng Nga không biết có làm sai không? Chị Hằng Nga có làm sai không các con? Bây giờ chị Hằng Nga, chú Cùi cùng tất cả các anh chị em phát quà thêm cho các em và phát bánh thêm cho các em nào. Và chúng ta mở nhạc lên. Rước đèn Trung Thu. Dạ vâng, bây giờ chúng ta phát quà thêm và phát bánh cho các em. Tết Trung Thu năm 2013 của đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BYN TV vừa kết thúc. Và chúng tôi mong rằng chương trình này đã đem lại cho các em một Tết Trung Thu thật vui tươi, hồn nhiên cùng các em. Và chúng tôi một lần nữa trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc nhà hàng Finixi Food cùng toàn thể các anh chị em thiện nguyện viên, các nhà bảo trợ cho chương trình và các ban giám khảo, đặc biệt các thầy, các cô, các bậc phụ huynh đã tham gia, đã ủng hộ và giúp cho chương trình các em tham gia thật vui, thật trọn vẹn trong chương trình ngày hôm nay.